cho những thủ đoạn á, đâm chọc, đâm bị thóc, chọc bị gạo Cái đó xưa đó. Cái phường đó là cái phường Ba Que Xỏ Lá, chứ không phải về lá cờ hay không phải về thể chế, hình dung chưa? cái chuyện mà đứa bé 8 tuổi thì cái chuyện đó thì mình cũng rất là buồn để cho những người người cha người mẹ mình cảm thấy là cái hậu quả ở đây mình muốn nói vấn đề hạnh phúc gia đình nữa nha, cái hậu quả của một sự ly dị hoặc là của những người mà không còn ăn ở với nhau nữa thì cũng nên giữ một mối quan hệ cho nó tốt đẹp. Thì mà thấy rõ ràng đây là một mình nói có nguyên nhân sâu xa là cái cô này là cái cô ấy là một người vợ nhỏ coi như là tiểu tam đi, đại khái là vậy. Thì không nói, nhưng mà cái chuyện bạo hành trẻ em mà ấy thì tao nghĩ là chắc có lẽ là Việt Nam mình là một hai vụ là tối đa thôi, thấy là thiểu số. Cái bạo lực trẻ em mà cho đến chết á, thì ở Mỹ thì rất là nhiều, nó nhiều hàng hà vô số kể, nó thẳng là như vậy. Ở đây báo Dân Trí nó mới đăng lâu rồi, cái này lâu rồi, đây hai vợ chồng người Mỹ, à, không phải hai vợ chồng phải không, chứ cái gì đây, bé trai 9 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đến chết ở Mỹ. Có nghĩa là cái này cái chuyện nó xảy ra rất là bình thường ở Mỹ, và nó nhiều lắm, nó nhiều đến mức độ là nó có một cái web luôn, nó có một cái web luôn, có nghĩa là những cái trẻ em bị bạo hành mà đến chết á. Đây là thầy mình thấy rõ ràng chưa, báo báo là báo chính thống đăng chứ không phải là báo là dỏm hay là tin bậy bạ, rồi là báo Dân Trí nè đó. Đây là hai 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 hung phạm, mẹ và người tình, mẹ người tình là người Mỹ đó nha, bạo hành cho đến chết luôn đó, nhiều lắm chứ không phải là riêng. Thì mình mới nói một cái điều này. Đây đến nỗi mà bây giờ tình trạng trẻ em ở gì ở Mỹ nè tự tử đang ở mức báo động. Đây chắc không phải đơn giản đâu, thành ra tao nói mày nghe cái điều này là có nghĩa là ở Việt Nam mình chấp nhận được cái điều này, nó mình thấy đau buồn mà cái chuyện này nó xảy ra, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng là một cái cảnh báo cho những cặp vợ chồng và ly dị với nhau nè. 60% trẻ em tự sát ở Mỹ là do áp lực học tập, chuyên gia đưa ra khuyên chứ một một cách đơn giản, nó nhiều lắm, nó nhiều trẻ em bị bạo hành hoặc là bị ở đây một cách đêm ở đây cách cách đây khoảng chừng mấy tháng thì nó có một cái tình trạng cặp vợ chồng, cũng cặp vợ chồng nữa, cặp vợ chồng hay là tình nhân gì đó thì bỏ con nhỏ mấy mấy con tuổi mấy 2 tuổi à, rồi trong cái xe mà đi vô trong casino chơi mày, mà Đúng ở ngoài nó nắng, ở ngoài nó nắng nóng mày phải biết rồi, cái xe mà hơi mà rồi. không mở cửa mà bỏ trong nhỏ trong đó mà mấy tiếng hồ răng nhỏ chết luôn, nó chết luôn là bị chết nóng á, rồi bởi vì cái nóng á, cái không có bật điều hòa lên thì cái xe tự động giống như là một cục sắt mà bị nướng, cho nên vì đó thằng nhỏ ra cái là mấy tiếng hồ chơi game chơi là bài bạc ở trong casino ra là nhỏ chết cắt luôn đó, nhiều lắm, rất là Có nhiều. nghĩa Cho là nên bây giờ cái có nghĩa là tức gì là bên đó xảy ra nhiều quá thì trở thành là bình thường, nó đúng trở bình thành bình thường, thường, nó không bình không phải là thường do của không phải là do thể chế nữa, đúng không? đúng Còn đối với Việt Nam chỉ cần lâu lâu có xuất hiện một hai chuyện là cái thổi bùng lên, nó cho rằng là bất thường và đó cái là của trò do thể chế. cái trò này thì mình không có lạ gì, cho nên vì chỗ đó là mình cảm thấy là cái chuyện này nói một cách khác là để cho pháp luật của Việt Nam mình nó xử trí đâu ra đó đàng hoàng, người nào phạm tội là đương nhiên là ở tù thôi, cái chuyện này pháp luật xử trí thôi. Không phải là Việt Nam mình không phải là đại trà, cũng không phải là gì, lâu lâu khoảng mấy năm tôi thấy tôi nhớ cả chục năm mới xảy ra một vụ, chẳng qua vì chỗ này nó không có đổ thừa về vấn đề xã hội được, vẫn chẳng đổ thừa về chính trị, nhưng mà tụi này nó bâng quơ ở Việt Nam nó cứ mà có một cái gì tao nói mày rồi từ lâu, mà không có một cái gì hoặc là có một cái gì không có thì nó dám nó bươi nó móc ra, từ con gạo, từ thức ăn, từ con cá, từ con mực, bây giờ thấy là có người đủ mà cá tươi ở Việt Nam mình nó nuôi bè biết rồi mà, xong cái nó đổ thừa nó nói rượu mà ở bên này là đổ thừa rượu má cá này rượu má Trung Quốc rượu nó đem qua nó nhiễm độc gì tùm lum tà la, nói chung là cái gì đó xuyên tạc cũng được, từ cọng rau cây quả cây củ, nói chung là không có thứ gì mà không xuyên tạc, nhưng mà từ xưa giờ độ riết rồi mình coi nó cũng ngây ngô rồi, nó cũng quên lãng đi, có nghĩa là biết cái trò đó rồi, cho nên ra mình cũng không lạ gì. Nhưng mà đây mà bố nói là cái điều mà bố lên bố nói là cái điều là cái tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam mình cũng như hôm trước ta cũng nói về rồi đó, cái gì ở Mỹ có thì ở Việt Nam có, Mỹ đâu từ Việt Nam, nhưng mà cái Việt Nam mà chỉ là bằng cái số lẻ thôi, có nghĩa là đối với thằng Mỹ này tao nói thẳng mày tao tưởng không có mà hôm trước tao nói rồi đủ, có nghĩa là cái gì ta, cái gì mà nó gọi là
vũ Việt Nam gọi là vũ thoát y đó. Tao tưởng ở Mỹ nó có rồi, anh về Việt Nam gì nó cũng chạy vậy luôn, mà thấy không, cái là, đó là một cái sự học đòi, học theo mà học những cái văn hóa bậy bạ. Từ nhạc rap cũng vậy, Tâm đã lên án rồi, Tâm có nói rằng là mình biết là mình mở cửa, nhưng có cái điều những cái gì hay đẹp thì mình lấy về, còn cái đồ xấu thì dục đi, không đổ nó ôm nguyên si luôn. Cho nên là vì đó nó xảy ra cái chuyện này. Cái này mình không đổ lỗi cho ai cả, mình chỉ đổ lỗi cho một người người tình nhân của anh, ông có cái ông cha này với lại người 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 gì đó, tình nhân ông cha với ông cha, hai cái đều phạm tội, là thầm phạm luôn. Đúng rồi, đó là nguyên tắc rồi. Lỗi này Bà chính nghe nói xác là lỗi hay, gia đình, đúng không? đúng Lỗi rồi chính thì xác lỗi lỗi gia gia đình, đình bởi vì cái tình đó trạng hay. nó kéo dài cả năm rồi mà, chứ đâu phải là Đúng mới rồi, đây đâu. mà cái nguyên nhân sâu xa nhất là vợ chồng ly dị. À. Có nghĩa là hồi xưa đừng đừng thương yêu, đừng lấy nhau đi, lấy sau rồi bắt đầu bất đồng, và rồi bắt đầu mà kiếm cách ly dị nhau thì nó mới xảy ra cái chuyện này. Người chồng thì đi kiếm vợ, người vợ thì đi kiếm chồng, thì nói chung là người khác á. Thì thường thường á, mà nói một câu á, và những cái câu mà thường thường ông cha từng nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì gái mà thương con chồng. Rồi mà thấy đó là không làm sao được, cái đó là không phải, mà không bởi vì họ không có đẻ ra cái đứa con, họ không ra một phần nữa, họ bị hận. Hận có nghĩa là trước khi cái chuyện ly dị xảy ra, tao nghĩ là chắc bà này với là bà kia, hai bà chắc cũng chửi lộn tay tua đã là vậy, rồi ghét hận, rồi bao bao nhiêu tội lỗi đều dồn những đứa đích cái đứa đó, là tao cũng xác nhận có. Thì cái chuyện đó đối với cái nước Mỹ này thì nó không thiếu, nó nhiều lắm, nó nhiều đến mức độ hầu như là người ta coi nó bình thường luôn, giống như mày nói vậy đó, nó coi nó bình thường, giống kiểu là sống chung với dịch vậy đó. Vui vậy. Nhưng mà hỡi cái gì ở Việt Nam ra có cái một ghẻ mà gãi gãi ngứa gãi là đủ, nó cũng đủ thừa đủ, nó cũng đem ra nó về mình, nó quá đản cho đó. Cho nên ra mình cũng không phải làm lạ, mình để cho cơ quan im lặng đi, đừng có khơi lên nữa, để cho cơ quan pháp luật họ vào cuộc, họ điều tra và họ làm sáng tỏ cái việc này. Người nào có tội thì ở tù thôi, chuyện nó bình thường chứ không có cái gì cả, chỉ mình bình thường không có gì. Thì canh sẵn đây thì cũng như còn mấy còn sắp sửa tới giờ của giao thừa của năm mới, năm Tết Dương lịch á, nói thẳng là Tết Dương lịch á, thì chúc mọi người trong diễn đàn và chúc toàn thể người dân ở trong nước là đều mạnh khỏe, sống qua cái dịch. Thì cũng báo cáo với này biết là cách đây hai ba bữa thì bà xã bà làm, nói chung là biến đi 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 làm, tính nghỉ ngày, mày gọi điện thoại vô xin nghỉ thì nó kêu ok mày nghỉ thì ok được rồi, nhưng mà mày xin mày tập mày trở lại á, mày phải có cái giấy xét nghiệm mà âm tính thì tao mới cho vô làm lại. Tự nhiên cái bà đi test covid rồi xong cái rồi 2 ngày sau thì nó trả lời là ok âm tính negative, thì tao cũng đi theo, bởi vì tao là người ở trong nhà chỉ có hai người thôi, bả mày bị lây bệnh thì đương nhiên tao mới bị. À, không có, tao cũng đi test chung tao cũng gửi về một cái báo negative luôn, đồ mà khỏe quá chứ, nói chung vậy. Thì bữa nay thì bả đi làm lại rồi, và nhớ kỹ điều này là Tết Tây nó không được nghỉ, và Tết của nó mà không được nghỉ. Có nghĩa là ở đây cái đời sống công nghiệp, cho nên vì đó công nghiệp quá, cho nên những cái lễ lập bình thường loại thì nó có nhiều cái nó cho nghỉ, có nhiều hãng nó cho nghỉ, có nhiều hãng nó không cho nghỉ, là bởi vì cái công việc trong hãng nó quan trọng hơn. Ví dụ như là hàng nó ra không ra kịp, hoặc là để bí gì, hoặc là thiếu người làm. Thí dụ ngày xưa 100 người, bây giờ còn có 30 người, thì đương nhiên là cái năng lực làm không có xuể, bắt buộc là những cái ngày lễ đó phải làm, thì nó trả tiền lương cao hơn. Ví dụ như quanh thép 1,5 để thấy vậy, mày làm 20 đồng một giờ thì cái ngày đó mày được 30 đồng, thí dụ cho ngày đó thôi, Đúng nhưng rồi. mà nó bắt buộc là phải làm, thí dụ là vậy. Thì nói như vậy để cho mày hiểu rằng ở đất nước này cái lễ lập á nó không quan trọng, tích tay tích ta tích con mẹ gì cũng cần biết, không có gì quan trọng với nó cả, quan trọng nhất là tiền đồ, mà nó kỳ vậy đó. Bởi vì nếu mà cái hợp đồng, tao nói mày nghe, mày hợp đồng với một cái công ty đó, ngày đó tháng đó mày phải giao hàng, nhưng mà lỡ bây giờ ngày đó cũng không 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 có giao hàng thì bị phá hợp đồng, mà phá hợp đồng mày được bồi thường thấy mẹ. Mày biết ở luật Mỹ rất là nhiều cho vì đó nó sợ cái chuyện đó, là bắt buộc bằng giá cá giá nào cũng phải đúng hợp đồng đó, chính vì chỗ đó ra đời sống công nghệ mà, đời sống công nghiệp nữa, cho nên vì chỗ đó người ta bắt buộc đi làm hết tuốt, không có nghỉ ngày nào hết đó, là vậy đó. Kể, Tết của nó không nghỉ, làm sao Tết ta mình xin nó nghỉ được, theo mà thấy rõ ràng vô lý không. Thành ra vì ở chỗ cái Tết ở nước Mỹ này nó rất là buồn thảm đối với người Việt, những người nào vừa đi thay như tao thì còn ok, còn những người đi làm thì coi như ôi thôi không biết Tết là cái gì cả, Tết sao được, đâu có nghỉ được đâu, Tết chứ Tết. Thành ra ăn Tết thì cũng ăn Tết cúng bái thì cũng trật bà le trên trời, thay vì đêm 30 người ta cúng dường đồ khớ cầu khớ, không có đâu làm gì có cái chuyện đó. Tao cúng 27 28, miễn sao mà biết sao mà có rảnh thời gian là đủ đi mua đồ về cúng đại má tao nè. Ngày 28 tây tháng 12 là bà mất, thì ngày đó đáng lẽ là người ngày đó đúng,
nhưng mà ngày đó nó trật vô ngày thường không phải ngày chủ nhật, đù má là cũng phải là trật là tay làm hết sao tao cúng rồi tao phải cúng sớm đồ vậy đó, nên không thể cúng gối đầu hả? Cúng gối đầu đúng không? Cúng rồi cúng gối đầu. Nhưng mà nói vậy câu cho má ơi, má ơi, khổ quá, má biết rồi, sống ở này lâu năm má biết rồi, trời ơi, cái gì cũng trật ngày, bị có cúng là vui rồi má ha, rồi sao rồi, ok, chập. Con không cần phải ăn đúng ngày, bây giờ qua ngày rồi, giờ một hai tháng sau con thích con cúng nữa, con thích con cúng nữa, nghĩ gì đó gì, bởi vì sống ở đây lâu rồi, thì cái tập quán, cái tập tục của những cái mà ông bà để lại ở Việt Nam, từ từ nó càng phai nhạt đi. Mình hiểu không? Bởi vì cái công nghiệp đó làm không làm không, nó không cho mình tao nhớ hồi nhỏ khoảng là đêm 30 Tết, tao hồi nhỏ này, đêm 30 Tết sáng 1 Tết là đêm đó khỏi ngủ luôn. Không có ngủ được. Đúng biết rồi. Xe sao không? Tại ngày mùng 1 là mặc đồ mới. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái lì xì đồ mà không ngủ luôn, con nít mà, con nít thì không ngủ. Bố, cao quậy. Hồi đó bố có đi lượm pháo không? Trời cái lượm pháo lép á, lượm bữa là lượm. Ừ có không? Có lượm không? Có đi không? Có xong rồi bẻ ta chơi những cái trò rượu má bẻ em đôi ra xong để rồi mà tay cầm cục gạch nha, ê lấy cái nhanh xì cho mày đùm nó xì lên lấy cục gạch đập chút rầm rồi nổ anh nổ nổ đúng rồi nổ đó. Nè con bị nè bố con bị giống bố nè, tức là cái pháo lép đúng không, đúng rồi. Cái đi lượm cái tháo thuốc ra đúng rồi, cái đi xuống nhìn xuống đường á có cục gạch nào đang láng cái đổ thuốc xuống cái lấy cục gạch khác dằn lên. Đúng rồi lấy cục gạch bự chọi xuống bự cho nó nổ xuống chọi nổ ừ. Nổ rồi nổ sao cái răng cục miệng bây giờ cái chán còn dính cái thẹo nè tới giờ luôn. nói chung là không có cái thứ gì hồi nhỏ mà ta không phá mà cũng vậy, nên tới đến tất cả mấy cái chuyện Tết rồi phải nhà nghèo nguyên cái số nguyên một cái khu ở chỗ đó nhà nghèo mà đâu có giống cái kiểu giờ chỗ đó rồi biết rồi khăn đen suối đờn rồi kiểu như Trần Cái Xương phường 7 quận Phú Nhuận đó, khu đó là khu Mã Đen mà rồi bên Mã Đen chùa Năm Chén, nói chung là khu nít dữ nhưng mà nó có cái trò chơi này buồn cười rồi. À, biết đâu có tiền để mua pháo đúng không, không có tiền mua pháo nhưng vì cái chỗ đó là đi chơi khí đá, mày biết cái khí đá không, có khí đá nọ nọ đùng đùng khí đá khi đâu khi đá xong cái là lụm cái ống bắn xối của người ta đập dẹp một đầu đi cho nó bít lỗ rồi xong đục đi hơi nọ không phải rồi xong lấy cái đinh đục một cái lỗ gần ở dưới đá gần ở trên khoảng những tấc hai tấc á, đục cái đinh một cái lỗ như cái đinh gì đó đào vào xong cái ở trên đầu kia thằng quỷ đổ nước vô đổ cho chút xíu nước thôi nha, rồi cầm lấy đá lắc tới đùa kia cầm cái nhang để vô cái lỗ nổ một cái đùng nổ lớn hơn là pháo nữa, khoái lắm được khoái lắm được rồi. Bây giờ ông khai thiệt đi. Ông khai thiệt đi cái tuổi trẻ của ông á thì bố biết rồi hồi đó là hồi ta hay bán chợ đêm mới đúng chưa? Gần Tết là người ta bán chợ đêm rất là nhiều đúng chưa? Từ trái cây đủ thứ đó. Rồi ta thích đêm. Chợ bà tiểu á. Ông khai thiệt đi. Cái bằng nhóm của ông có đi ăn trộm trái cây bao giờ chưa? Chưa, tao không có đi ăn trộm trái cây. Không, ông bằng thi ông còn dám dọn nữa mà nói chuyện mà nữa thì dám ra chợ ăn trộm trái cây. Nhưng mà tao từ nhỏ lớn tao không hái trái cây, mày biết không, chỉ chụp rồi tao không hái trái cây rồi vì tao không có thích, nhưng mà tao chỉ khoái rồi bưng vỏ rồi hồi xưa đi ăn gà luộc đúng không, gà luộc hoặc là heo quay rồi bưng liền đúng không. Lại đi mày biết cái trường mà trang trí mỹ thuật là cái trường vẽ ngày xưa đó, nó nằm ngay chỗ tòa nhà cũ rồi đó, rồi trường bồng nó bán tết ngã ba trường vẽ đó đúng rồi, gọi là ngã ba trường vẽ đúng chưa, ra mấy cái tên là ngã ba trường vẽ. Ăn cắt bông rồi có, ăn cắt bông rồi có. Đó khai đi, có gì khai đi. Có mẹ đâu, chuyện xương nít mà nó quậy nó phá mà rồi quá một. Bà lại bông bà chắc nguyên cái chỗ mà cái hè mà của cái trong cái trường vẽ đó, trường trang trí mỹ thuật cũ gia đình nó bự lắm cho nên ra bà chắc bà ăn bông mà rồi mà làm sao quản lý hết rồi xong mấy đứa nhỏ nó bưng bông chạy rồi cười bưng bông về nhà chân Tết thôi. Nói chung là không có thứ gì mà không phá được thì ở đây là Tết Tây thì bố cũng nhưng mà chiều 30 á, chiều sụp tối 30 có hay đi ra mấy chợ bông chợ dưa mà người ta bán không hết cái người ta bỏ là hốt về không? Có không? Có luôn, ta không có gì không có chứ á, đủ quá. Mấy cái đồ đó đủ quá, không có cái thứ gì không có bưng chạy, đủ. Bây giờ bưng con nít mà, bưng không có nhiều, bưng chừng đứa chậu à, mà hồi xưa khoái bông nhiều, có bông vàng thọ, đủ có bông đó, có bông cái gì vàng thọ đó, nhiều lắm. Khổ mà ta thiệt mày à thì nói một cách khác cái chăng nữa thì cái thở thiếu thời thở niên thiếu á, đất nước mà nó còn nghèo quá, chiến tranh trải triền biên cho nên vì đó mà con nít nó đủ trò chơi và thường là chơi dân gian là chơi ít khi nào chơi dân mà chơi toàn là chơi đồ chiến tranh không bắn súng rồi tùm lum bla rồi bắn đúng rồi. Nói chung cái nó không có kiểu chơi giống cái kiểu nhưng mà chơi theo kiểu hòa bình đi bây giờ chơi thời chiến tranh là đúng rồi.
Ôi trời ơi, mày biết cái chuối rồi cái thân cây chuối rập lá ra xong cứa cứa ra Làm rồi cái dựng súng, đứng với kia làm đúng cái cái chuối súng đúng bắn không? á, gạt cái tay nó Vuốt vô bùm 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 vuốt nổ cái nó bóp vậy đó, bóp mặt nào nấy đụ má mũ nó dính đầu sình, nói chung là có mặt không có con người đụng mắt từ bận quần xà lở thôi, còn đa số là ở trần hết không có nào bằng quần áo trên trời mình sình bùng lấm lem, nói chung là đủ mà đóng quỷ yêu mà đủ thứ nên việc chỗ đó ra thì nhưng mà Tết thì con nít không có, người lớn thì rầu thấy mẹ luôn, người lớn thì phải chạy tiền về rồi nấu rồi thịt kho, nói chung là dù muốn không trong nhà cũng phải có này có kia người ta, còn thịt nít kho không dịch. con nít thì không có đâu rồi, chỉ mở chỉ khoái nhất là đêm 30 sáng mùng một rồi coi như thứ nhất là mặc đồ mới, thứ hai là được lì Đúng xì rồi. thế là rồi để thôi À. đó là khoái lắm, con nít khoái lắm. Thì bố lại mới nói thì nó nhắc lại một cái ở ở nước Mỹ này thì bạo lực trẻ em, nó kêu là bạo lực học đường hoặc là bạo lực trẻ em thì nhiều vô số kể, nó nhiều đến mức độ là không thể nào bà bãi được, cho nên vì cái đó mình cũng không có lạ lẫm gì cả. Nhưng mà cái đám dân chủ cụi, cái đám mà coi như là mà nó không có lấy cái quyền chó gì, đủ thứ gì nhân quyền nhân quéo đủ má. Liên Hiệp Quốc đủ má, mình chưa nói là hơi bắt thằng tào lao này hơi là mình để ý của nó đủ, nó lấy cái quyền gì mà nó nói Việt Nam một hai cái chuyện đó tào lao thì mới khổ lắm. Mà tao nói cho mày nghe, tao nói rồi đủ cái thứ gì bây giờ nó ỉa vô không ra đủ má, nó cũng đổ thừa cho Việt Nam đủ má vậy đó. Nó ghét nó đủ, thành ra cái gì mà nó chụp nó quy nó chụp được thì nó moi nó móc được thì nó cứ đổ thừa hết đủ, nó khổ vậy. Thậm chí tao nói mà rồi đủ nó than giải phóng mấy chục năm nay mà gia đình nó không có không 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 có giàu, chứ là không có có cơm ăn áo mặc đủ, mà nó có chịu đi làm đâu mà có cơm áo mặc, nó tối ngày lên live không đủ, nó lên live nó chửi nó rủa không, nó không có đi làm một đồng bạc nào hết, thì hỏi mày làm gì mà có tiền để mua gạo, nó mày mày cái hậu quả là mày phải chịu chứ, có nghĩa là phải tự thân vận động từ xưa giờ vẫn nói là mình phải tự thân, như bố nè tới bây giờ mà vẫn còn đi làm phải không, đọc ít nhiều thì cũng phải đi làm nó vui, làm cho nó vui. Rồi tao đã retire, tao hiến cống hiến ở nước Mỹ này là bao nhiêu năm rồi thì tao retire rồi, thì retire rồi bây giờ thì con cái nó mở nhà thì mình xuống mình phụ đã khá là vậy, cũng phải đi làm nói chung À. đó bình thường thì À, à, thì à, bố đây, à đây có mấy người hỏi bố này, có anh Hồng Lưu Lý hỏi gì Hồng Lưu Lý thằng quỷ hỏi em bố cầm tao xem mà. có phải ổng lính không, còn có Thiện Tài Lê thì có gửi cái số điện thoại trên cái comment này và có nói là có cái nhã ý nếu mà có vấn đề gì về á thì gọi số điện thoại đó thì anh Thị Tài Lê sẽ mời bố một chầu Có gì nữa à. tao về tao kết này lắm rồi, tao kết này là thằng này là tôi có dạng kia con ma đêm là thằng ma man mà đêm tao biết ai mà ai thường bố tại ai bố ai Thiện Tài Lê, ai Thiện Tài Lê à ma men ma men hả? ma men mà ma men mà ma men đêm mới là biết ghê, ban ngày phụ vợ bán không nó quýt học máu rồi tối cho dài lon nó liền vô mặt nó đủ ngồi uống cà nhi cà như cà dựa đủ lên live mở live ngày nào mấy năm trước kìa giờ thì không thấy nữa. Thiện Tài Lê dễ thương lắm, anh chàng này là lính hải quân của bộ đội À. còn anh Hồng Lưu Ly thì hiện giờ đang ở ở Bắc Giang hay ở đâu ở ngoài Bắc à. Nhưng mà chỗ của anh đẹp lắm, chỗ của anh Tuyên chàng rất Quang là đẹp, ông đưa mấy Tuyên hình đẹp Quang ghê. đẹp cực kỳ luôn, À. mặt gái đàn bà gái mà nó cũng đẹp nữa, cha trắng bóc à, có nghĩa là hình như cái khí hậu nó làm cho người ta Mát như mẻ. là mát rồi sao Ừ. giống kiểu như là cái vùng núi rừng á, cho nên bị đó là không Đúng khí nó rồi. mát mẻ thanh bình ghê lắm. Thì tao hứa nó rồi, tao nói tại vì là tao về tao đi ra nhà nó tao chơi, với lại tao Nào à tuyển mấy cô người cũng người gái dân dân tộc tộc à, dân tộc hả? cái dân tộc được không biết mà đăng Không ký cái ý không ý nào còn lưu không mà ta không thì tao lên cái gì cái lên cái chương trình là bạn muốn hẹn hò à bọn em họ gửi yêu cầu thì đúng gửi không? yêu cầu rồi đó Anh Hồng Lưu Lý hỏi bố là phải hồi đi lính ăn cắp dưa của dân không? sao ăn cắp đủ cái này ăn cắp hết mà có mình tao, tao lẻ loi tao ăn cắp đâu phải mình tao đâu, cả đại đội mà đủ quá. Nói chung là thì hồi xưa thì cái vùng Bình Dương Lai Khê Bình Dương An Điền Rạch Bắp Trân Thành Bình Long Phước Long, nói chung là cái vùng đó là của xương năm, nhưng mà con hiểu là từ cái khu Bình cái vùng Bình Dương là cái khu đất cao, họ không làm ruộng theo kiểu lúa nước mà chỉ họ làm rẫy À, thôi, đúng trồng rồi làm thu rãi. trồng trồng điều trồng tất cả những cái dù là rẫy hoa màu bằng rẫy thì cũng vậy, bắp cải nói chung là tất cả vậy. Thì thường thường ta thấy là ta trồng dưa leo cũng khá nhiều để xuống bán ngoài chợ tới mà trồng dưa leo thì họ lấy những cái cây tre họ đang là thành cái đường giống như chữ V này nè,
rải dài nó một cái mương dài để người ta trồng dưa leo, nó bò lên để người ta đúng rồi, cái vàng á, cái vàng á, cái vàng dưa, cái vàng, cái vàng dưa đồ nó đi ngang qua không còn trái non dài dễ làm láng đó, đồ má thành ra bị cái chỗ đó đồ quá. Tao nhớ tao hoài, tao nói chung thì hồi xưa không biết, tại vì mình ăn rồi mình cũng vô tình mình ăn thôi, nó ăn được mình ăn được mà cực khổ đi lính thì đâu có nào sướng đâu, dầm xăng vậy làm dầm mưa giải nắng thì chuyện nó đi ăn cái dưa, nhưng mà sao mình nghĩ mình ăn xong rồi mình nghĩ ăn rồi nha, ăn rồi là bà ngon quá đi khoảng mấy cây số xong rồi bà ủa cái đồ mà kia trên vậy mà sao nó không vậy đâu ghét được ta, đủ má là nó trồng để nó thu hoạch nó bán xuống chợ mà đủ má mà chưa kịp bán rồi bà ăn mẹ nó hết rồi đồ quá thì bởi vì nó khổ thì dân nó ghét là vậy, nhiều cái lý do lắm, nhưng mà tao thì tao là cái người tham gia cái chuyện đó tao mới biết là dân nó ghét là lý do đi tới đâu phá phách tới đó, bắt gà bắt vịt. Thì ở trên mạng thì nó cũng có những cái cảnh mà cái hình là anh lính nào đủ mang con vịt toàn ten, cũng sao con vịt toàn sống nhăn á, được thấy không, rồi nói chung là mình không có nói được, chuyện nó cũ qua rồi, nhưng mà cái điều đó mình cũng nói lên cái điều là quân đội nó không có, nó không có, không có nghiêm mới gọi là được là bất lòng dân, cho nên bị đó không có sự tín nhiệm, nên bị đó họ thua bài trận là bãi rồi. Cái thứ hai là không có chính nghĩa, cứ vậy là nó thẳng là vậy, bởi vì khi có chính nghĩa thì nó gian khổ nào cũng vượt qua bằng cách bằng chứng, là tất cả những hình ảnh tư phim tư liệu bắt Việt Cộng mà thật phim tư liệu đó nha, chứ không phải là phim dựng, là phim tư liệu thì bắt lên dưới hầm lên mấy ông nội Việt Cộng lên thấy rõ ràng toàn là trần bận một xà lõn không mà đủ má bị bắn chết rồi lôi xác lên rồi còn không nữa thì rồi giác cái cây B40 mấy cái hình chụp á vui vui đó, ông ở bò ở dưới sình là bò xong bận cúng là bận mùi xà lõn rồi cây giác B40 lên là phụt thôi, chứ thực chất họ không có cái chuyện gì gọi là trang bị tận răng giống như kiểu như là phía bên Việt Hòa. Nhưng mà mình đánh dấu hỏi cái lý do nào mà họ đánh thắng, tiền không có nè, quần áo không có, lương thực không có nè, nói chung là cái đôi dài cũng không có, mà đôi dài không có mang đi dép râu rồi để không có thứ gì cũng có rồi, đói khổ rồi mà tại sao họ thắng, bởi vì họ có cái lý tưởng thắng mà vậy đúng không, mình không có lý tưởng là mình thua là chắc rồi, bởi vì ngược lại lính Việt Nam Cộng Hòa bữa nay đi bộ binh, ngày mai đi biên quân, thứ ngày kia rồi đi thiểu nghiệp chiến, độ ngày kia nữa đi nhảy dù, đi chung ra chung vô giống một kiểu bỏ rọ, bỏ con cóc bỏ vô dĩa để vô đâu đó chị, để vô để lấy tiền đầu quân rồi giọt về đầu ngủ đi, cái bỏ họ đưa đi lính là đi vì tiền, nó thẳng là đơn giản, không có cái chuyện đó, hầu như tất cả mọi người đều biết cả, không phải riêng tầm, không phải là bố xuyên tạc hay là bố lên bố nói thể chế này xấu hơn, không phải, cái chuyện đó là thiển diện từ mày hỏi tin mày hỏi ông già mà ngày xưa thôi, cũng vậy thôi à. Dạ. Chính xác. Biết là biết bao nhiêu người là đã làm cái điều đó rồi đó. À, một người có gì trong xóm tao á, mấy anh mà lính trúng quân dịch về, trúng đầu mũ trúng về nhiều lắm, nhiều vô số kể, bởi tao mới nói mày đó. Nhưng mà ngộ cái á, đủ mấy ông sợ lính, sợ cảnh sát này bắt thằng keo, sợ lắm, đủ quá. Hù cái đủ quá, tôi vô tôi kêu á, đủ trọng tao kêu là đủ, nhưng mà cũng tội nghiệp. Rồi những cái chuyện mà con nít trong xóm mà đấu đá đánh lộn nhau thì cũng do mấy ổng đủ ở trong bị cô lập không đi đâu được, bởi vì ra ngoài nó bắt. Cho nên vì cái ra ở nhà suối ba đứa nít đồ ăn cứt suối nít ăn sắp ăn cứt gà đồ vậy quýt lộn đi đồ suối đồ quá suối đến chi mấy kia lớn ngồi cười đồ mà để cái làm vui, thứ nhất là suối nít đi quýt lộn, thứ hai là đi đọc truyện thời đó là nó thịnh hành truyện Kim Dung, truyện đúng rồi, truyện Kim Dung mà đồ mà truyện toa mà không có dám đi, không có dám, không ngày xưa truyện đó là truyện cho mướn ha, có tiệm sách cho mướn đàng hoàng mướn truyện, ví dụ như Võ Lâm Ngũ Bá tao nhớ thành đặt là cô gái đồ Lâm, nói chung là tất cả cô Tim Du á, đồ con cú nào cũng thấy 300-400 trang dày nè đồ vậy đó, nhưng mà ê chạy đằng kia mướn tao cũng mộng mày đồ má đời đời quần sao vậy vui lắm đồ, mà toàn sang nít làm không à đồ mà nhưng mà vậy nè anh thiệt tài lê thì nói bây giờ là anh thông báo là đại gia rồi, đưa số điện thoại đó cái gì bố về bố gọi rồi cái đó okay. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giờ bố khai thiệt đi. Hồi xưa bố có lợi dụng là mình là anh lớn rồi mình dụ mấy nhỏ kể chuyện cho nó nghe rồi bắt tụi nó mua thuốc cho hút hay là mua cà phê cho uống không? Có không? Không có đâu. Tao hồi xưa tao không nhớ tao hút thuốc là tao hút thuốc là hồi lúc tao đi lính tao mới hút thuốc. Ở nhà không có hút thuốc. Và lúc mà vô trong quân trường á, trong quân trường thì xa gia đình rồi xong rồi đủ thứ chuyện buồn bà khổ lắm, cái thứ mà đi đôi lính là 100 thằng là hết 101 thằng hút thuốc rồi, không có thằng không hút thuốc hết trơn trời, bên nó buồn, thứ hai là mày không hút thuốc không được nữa, đủ ngồi kế bên thằng bạn thằng đồng đội mày đủ hút thuốc nó ngộ lắm, nó đưa mày nó không thằng ngó mày nữa, nó đưa về là mày ngồi mày lấy một cái thuốc cắt đâu ra đốt cháy về hút về ê, nè đủ má kia cầm vô bụp đủ bắt hồi thuốc thành ra vì nó nghiền thuốc còn nào mày nó thẳng là vậy hồi đi lính nó nghiền thuốc
Chứ còn hồi nhỏ thì tao quậy quậy chứ mà tao không bắt nạt ai. Chỉ có mấy chợ, mình nhớ cái trường Châu Dương Liêm bây giờ nó có cái đường hẻm hay sao mà là cái hàng kêu dưới. Đó là cái đường sau của trường Dương Liêm, nó có đường đó đó. Tao hồi sợ nhỏ cũng du côn lắm đồ mà đó, ra đứng đó đường, biết giờ đó tan học là mình học buổi sáng thì buổi chiều ra học. Buổi chiều ra đứng đường đó, đồ có chuyên bông đi chặn đường mà uy hiếp mấy đứa nhỏ nhỏ hơn mình, hoặc là ngang hàng rồi phải đến chi lấy viết máy mà nói viết máy rồi. Tôi thấy tôi thời chữ đó quá là cái thời đó là cây viết ba ke vậy đúng không? Trời, pilot, Đúng rồi, pilot với ba pilot ke với đúng. ba ke vậy đúng không? Đúng Nó rồi, viết đúng đó là rồi. thời đó có giá đúng không? Có giá với lại sang lắm, thằng nào mà đi học có cái đó lại là ngon lắm. Bởi muốn buồn cười tao bị lần cũng cũng lấy rồi hồi xưa mặc áo sơ mi trắng bỏ vô toàn là mặc quần sọt á để đi học vui lắm. Áo sơ mi trắng dắt cái viết rồi mà cái dắt mới viết ba ke nó dở ở chỗ rồi nó bị hư rồi. Nó dặn vô kiểu giờ rút mà ở bên xe đứt là đồ mà cầm này rút là giờ cứ bật 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 Ok Nguyễn Dương. bật bật âm ô má nó sổ ra nó làm cho nguyên cái áo, nguyên cái áo là bật không nhiều kỷ niệm không đích mà trời khổ. thì Cảm ơn Nguyễn Dung nha. thì thì hồi bố xuống bố đi tắm bố chân bộ đi làm thì bố mới nói cái điều này là cái sự mà Ủa, Tết Tây mình cũng đi là làm hả? tao nói mày hồi nãy vậy rồi mà À. bên này đâu có Tết gì đâu, mấy công việc có rồi xâm nhập vô cái đời sống quê ăn quá của Mỹ là coi như là công việc với tiền là trên hết, ngoài ra không có Tết tiết À. gì tất cả rồi. Đó là vậy đó. Ok bố. Rồi, ok thì lúc Rồi, còn bảo được học được happy bảo new giờ ok year bảo cho gửi cảm lời ơn chúc mừng năm mới với gia đình luôn nha bố. rồi ok thì cũng sẵn đây cũng chúc luôn tất cả mọi người dưới đàn với là kể cả những người dân ở Việt Nam mình một mùa Tết Tây sức khỏe dồi dào. Nói chung là ai cũng đừng có tính dính dịch là mừng rồi, với lại mình cũng nói một cái câu như vậy đừng có theo kiểu số đông. Cái đây là kinh nghiệm thứ nhất, cái thứ nhất là ở chợ Bình Điền, thứ hai nữa là ở Long Hải Vũng Tàu kỳ rồi, thứ ba nữa là 30 tháng 4, thứ tư là Giáng sinh, đừng lặp lại nữa. Bởi vì khi lặp lại những chỗ đông người như vậy vô tình mình bị dính bệnh, thứ hai nữa nếu mình dính bệnh thì mình sẽ lây cho người thân của mình, cái điều đó là cái điều chính xác rồi. Và bây giờ ở miền Tây hiện giờ cái hậu quả mà những người đi đi, đi mà nhớ đi di chuyển từ đó không về miền Tây, bây giờ miền Tây nó bùng nổ rồi, lý do cho đó người ta đem F0 về ở miền Tây và miền Tây bây giờ đang lây lan tùm lum rồi, nghe nói thiếu oxy gì đó đủ thứ bởi vì đang đường ngăn sông cắt núi nữa mà ngăn sông nữa, cho nên vì đó ra đi vô những cái vùng sâu rất là khó. Cái đó là một cái lỗi làm hầu như Việt Nam mình mà người dân mình họ không có ý thức được, mình rất là buồn, nó phiền đó. Biết mà bệnh hoặc là không biết bệnh thì mình ở đâu, mình ở một chỗ để chi, để mình tiêm phòng ngừa rồi điều trị không dứt khoát cũng nghe lời mấy cái đám dân chúng cùng với đám ba que bên này buồn bực rầu nhất rồi. Bởi vì cái gì mà ở Việt Nam mình xảy ra thì nó cười vô mũi chứ nó không có khen gì đâu, mà đừng có lo, đừng có nghĩ vậy. Lúc À. nào trong đầu, lúc đầu trong đầu của nó, lúc nào trong cái đầu của nó vẫn nghĩ là lật đổ chế độ. Chế độ này làm cái gì mà lật đổ đâu, mới kỳ cục vậy đó đủ. Mày thấy rõ nào, biết bao nhiêu trong cái thời gian đầu cả trăm năm trở lại đây Việt Nam mình tan nát luôn vì chiến tranh triền miên bom đạn quá rõ ràng. Cách cái bữa Giáng sinh bố cũng ra lên bố nói rồi đó, cái ngày chiến Giáng sinh chính là ngày nỗi ô nhục của người Mỹ. Và ở Việt Nam tao với anh Phượng lên nói nè, trong cái ngày lễ chiến tranh nó thì hô hào miệng Giáng sinh là Chúa, là Chúa dòng tay yêu thương Chúa, nó giác B-52 nó đổ trên đầu dân Việt Nam mình, đó là cái gì? Đó là cái sự mang rợ nhất cái trên thế gian này mà lúc nào nó nào trong hô hào là dân chủ dân quyền gì mẹ tào lao. Úi mệt thiệt. Ok thôi bố xuống ngang rồi Ok, cảm ơn bố. Happy New Year. rồi cảm ơn.